À, em Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Ngày hôm nay em sẽ review một lô đất thuộc xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Lô đất có mặt tiền dài tới 56 m. Đây, phía sau em. Bây giờ em sẽ quay sang phía sau để review chi tiết hơn. Dạ vâng, trước mặt em là lô đất thôn Ngà Mè, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Trước mặt mình là con đường thuộc thôn Ngà Mè. Đây, con đường này hiện trạng là rộng từ 8,5 đến 9 m. Giờ em sẽ quay hết một đoạn. Đây, ranh giới của nó là từ cái mép rào của cái cổng nhà bên kia. Đó, đó là chỗ bảng giao thông đó, đi tới một xíu. Mình đi ngang qua là 56 m. Đây là tới ngôi nhà bên cạnh. Đấy, lô đất được rào lưới B40, nhìn rất là bằng phẳng. Tổng diện tích lô đất là 2.969 m, ngang 56 m, có 260 m thổ cư. Giá bán cho lô đất của mình là khoảng là 3 triệu, 3 triệu, tính ra đâu đó là 7 tỷ 7 tỷ 6, 7 tỷ 6. Là con đường trước mặt mình là đường liên xã, đường nhựa. Hướng chạy của em là thông ra con đường chính để bên tay trái, chạy lên hương lộ B9 chỉ tầm 5 phút, và để bên tay phải là hướng về Dương Bình. Từ vị trí lô đất của mình mà đi ra quốc lộ 27C là khoảng mất là đâu đó là tầm 12-13 phút. Và hướng này là mình cũng đi ra được hương lộ B9 và chạy tới ủy ban xã Suối Tiên. Cách chợ Suối Tiên khoảng tầm là 10 phút xe máy. Hiện tại là khu vực đường liên xã thôn Gà Mè là để đông dân cư. Đây, dân cư xung quanh. Đường rất là rộng. Với chiều ngang 56 m thì mình có thể là phân lô hoặc là một xây nhà xưởng, nhà vườn. Từ vị trí lô đất của mình đi về thành phố Nha Trang thì khoảng là tầm là 15 phút. Thời điểm em quay là đang là mùa mưa. À, quý vị chị thấy không? Là núi, mình thấy là bay quanh núi là sương mù. Lô đất bằng phẳng rất là đẹp. Pháp lý của lô đất của mình là sổ đỏ đầy đủ. Và là giá bán có thương lượng như quý anh chị. À, lát sau đây em sẽ chạy từ vị trí lô đất của mình đi ra hướng hương lộ B9 và cho quý anh chị có thể hình dung được là lô đất của mình là rất gần hương lộ B9.
giờ là em đã review xong lô đất thôn Mì, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh với tổng diện tích là 2.696 m², nhà 56 và giá bán là khoảng 3 triệu. Quý anh chị sau khi xem xong lô đất có nhu cầu đầu tư có thể liên hệ em về số điện thoại 0843218679 B có phải màn hình và đồng quên đăng ký kênh để nhận được thông tin mới nhất về bất động sản tại Nha Trang, Khánh Hòa, Nam Long và thị trường Ninh Hòa. Em được xin thành cảm ơn.